13, kênh sức khỏe dành cho phụ nữ. Thưa quý vị, mang thai là thời kỳ đặc biệt trong cuộc đời của mỗi người phụ nữ. Khi mang thai, người phụ nữ không chỉ có những trải nghiệm đặc biệt về cảm xúc, mà đồng thời cơ thể cũng cần được chú ý và chăm sóc để bảo vệ sức khỏe cho cả mẹ và bé thời kỳ nhạy cảm. Với người phụ nữ trong thời kỳ mang thai, nội tiết tố thay đổi dẫn đến vùng kín cũng trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Khả năng âm đạo bị vi trùng và vi khuẩn xâm nhập vào thời kỳ này thường rất cao, dễ gây ngứa, viêm âm đạo. Đó là lý do khiến Jubela đã nghiên cứu và phát triển một công thức chăm sóc nhẹ nhàng và tinh tế cho vùng nhạy cảm của mẹ bầu. Đề ba Intimate Care Cúc Kim Tiền. Sản phẩm là mong muốn được đồng hành cùng hành trình chăm sóc sức khỏe của mẹ bầu của Jubela, bởi chúng tôi tin rằng khi cô bé được chăm sóc đặc biệt và cẩn thận mới có thể hạn chế tối đa khả năng âm đạo bị viêm nhiễm mẹ bầu, ảnh hưởng tới thai nhi. Đề ba Intimate Care, dòng sản phẩm đến từ thiên nhiên, mang sứ mệnh chăm sóc sức khỏe mẹ bầu. Là sự kết hợp chủ yếu chiết xuất từ hoa cúc kim tiền và axit lactic, Đề ba Intimate Care vinh dự được đông đảo mẹ bầu tại Việt Nam tin tưởng trao cho sứ mệnh bảo vệ cô bé. Sản phẩm được sản xuất bởi nhãn hàng Jubela Beauty, công ty mỹ phẩm hàng đầu của Hungary với truyền thống gần 20 năm trong sản xuất và thương mại các sản phẩm về vệ sinh và mỹ phẩm. Tại thị trường Việt Nam, sản phẩm hiện được phân phối độc quyền bởi công ty cổ phần dược mỹ phẩm Sanova. Các thành phần chính trong Đề ba Intimate Care có rất nhiều tác dụng đối với sức khỏe của mẹ bầu. Axit lactic là một thành phần tự nhiên được chiết xuất từ sữa tươi, có trong sản phẩm dung dịch vệ sinh để tạo ra độ pH axit cho âm đạo, giúp ức chế sự phát triển của vi khuẩn gây bệnh. Loại axit này có khả năng loại bỏ các tác nhân gây ra nấm âm đạo, viêm nhiễm vùng kín và duy trì pH sinh lý tự nhiên cho vùng kín. Nhờ vậy, giúp tăng cường khả năng tự bảo vệ cho cô bé, sẽ an toàn và không gây kích ứng khi sử dụng hàng ngày. Bên cạnh axit lactic, chiết xuất từ hoa cúc kim tiền trong Đề ba Intimate Care có vai trò chống kích ứng và chống viêm hiệu quả. Loại hoa này có hoạt tính chống viêm do chứa flavonoid, glycosid, có aglycol loại quercetin và isohamidine. Các glycosid này có khả năng ức chế hoạt động của lipoxygenase, một enzyme cần thiết trong tiến trình sưng viêm. Các chất xuất từ hoa cũng giúp dưỡng ẩm và nuôi dưỡng da vùng nhạy cảm, giúp cô bé luôn khô thoáng và dịu nhẹ. Nhờ đó vừa bảo vệ sức khỏe mẹ bầu, vừa mang lại cảm giác thoải mái, dễ chịu trong cả thời kỳ mang thai. Ngoài axit lactic, chất xuất cúc kim tiền, thành phần trong Đề ba Intimate Care còn có các chất như aqua, sodium lauryl sulfate, sodium benzoate, sodium chloride, perfum, eloberbenzid, lift extract isopropyl myristate. Và đặc biệt, độ pH của sản phẩm cực thấp, thành phần hoàn toàn tự nhiên, không chứa xà phòng và chất tạo màu nên sẽ không gây kích ứng da. Công dụng của Đề ba Intimate Care trong chăm sóc mẹ bầu: dưỡng ẩm, làm mềm và nuôi dưỡng vùng da nhạy cảm, làm sạch vùng kín và giúp da luôn khô thoáng, cân bằng độ pH trong âm đạo, tạo môi trường lý tưởng cho các vi khuẩn có ích phát triển và tiêu diệt các vi khuẩn gây hại, giúp cô bé luôn khỏe mạnh, sạch sẽ và đặc biệt trong thời kỳ mang thai. Hạn chế tối đa xảy ra viêm nhiễm phụ khoa trong giai đoạn mang bầu, khử mùi hôi, chống khô rát, bảo vệ vùng kín và mang lại cảm giác tự tin với hương thơm quyến rũ. Một số lưu ý khi quý vị sử dụng sản phẩm: không được sử dụng sữa tắm hay xà bông thay thế cho dung dịch vệ sinh phụ nữ dành cho bà bầu Đề ba Intimate Care để vệ sinh vùng kín, bởi chúng sẽ làm thay đổi độ pH và có thể chứa các hóa chất độc hại. Cần để ý những dấu hiệu viêm nhiễm từ cô bé để đảm bảo an toàn và đến bác sĩ ngay khi có dấu hiệu bất thường. Mang thai là thiên chức thiêng liêng của người phụ nữ. Vì vậy, hãy để thiên chức ấy được trọn vẹn cảm xúc bằng việc đảm bảo sức khỏe mẹ bầu và an toàn cho bé thời kỳ nhạy cảm. Hãy để Đề ba Intimate Care mang lại cho bạn cảm giác thoải mái, dễ chịu, đồng hành cùng bạn trong thời kỳ đặc biệt này nhé! Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video này. Hãy like và subscribe để ủng hộ chương trình. Đừng quên nhấn thêm nút chuông nhỏ nhỏ bên dưới để nhận thêm được nhiều video bổ ích sắp tới của Đề ba. Và cuối cùng, xin chúc mọi